dung dịch vệ sinh Eva Mode có tốt không? Đây là vấn đề được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm khi chăm sóc cô bé. Bởi chỉ khi cô bé của mình hồng hào, thơm tho thì chồng sẽ yêu thương nhiều hơn, không nhòm ngó hay ngoại tình với những người đàn bà khác. Nhiều khi dùng đủ loại dung dịch vệ sinh mà vẫn không có hiệu quả, nên bạn có nghi ngờ dung dịch vệ sinh Eva Mode có tốt hay không cũng là điều dễ hiểu. Trong video này mình sẽ chỉ ra những điều mà để bạn quyết định có nên mua dung dịch vệ sinh này hay không nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Có thể bạn chưa biết, sản phẩm dung dịch vệ sinh Eva Mode này có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên và được nghiên cứu bởi các chuyên gia chăm sóc vùng kín hàng đầu tại Việt Nam. Với mỗi giọt tinh chất vệ sinh Eva Mode, bạn sẽ cảm nhận được điều mới mẻ mà chưa từng có sản phẩm nào mang lại được, hương thơm ngát, đánh bật tất cả mùi hôi khó chịu, hiệu quả ngay lần đầu tiên sử dụng luôn nhé. Đồng thời khi bạn sử dụng thường xuyên dung dịch vệ sinh Eva Mode, có thể giúp ngừa các bệnh phụ khoa nguy hiểm, vùng kín cũng trở nên hồng hào, tươi trẻ và se khít, tình trạng khô khan cũng được cải thiện rõ rệt. Thành phần dung dịch vệ sinh Eva Mode có tốt không? Đây cũng là điều mà chị em rất quan tâm. Đối với dung dịch vệ sinh Eva Mode được chiết xuất từ lá xoài, tác dụng làm tăng khả năng kháng virus, chống lại các virus gây bệnh phụ khoa, ngăn ngừa nấm ngứa và kháng viêm hiệu quả. Hơn nữa, dung dịch vệ sinh Eva Mode còn chứa thành phần từ nha đam, giúp giảm kích ứng, làm dịu làn da, nhất là làn da nhạy cảm. Bên cạnh đó còn giúp tăng cường độ ẩm, chống khô rát, tăng tiết nhờn cho cô bé nữa nhé. Ngoài các thành phần trên, dung dịch vệ sinh Eva Mode còn có thành phần vitamin E, chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp tươi trẻ vùng kín, giảm nếp nhăn, tăng cường nội tiết sinh dục, giúp da vùng kín sáng đẹp và hồng hào, và cam pho giúp giảm kích ứng và ngứa rát, làm nhanh lành vết thương bị nhiễm trùng. Bằng bảng thành phần và công dụng như trên, bạn cũng đã có thể tự mình trả lời được câu hỏi dung dịch vệ sinh Eva Mode có tốt không. Tuy nhiên, để đảm bảo kết quả cũng như mức độ sử dụng an toàn, bạn nên tham khảo kỹ hướng dẫn sử dụng của sản phẩm này nhé. Dung dịch vệ sinh Eva Mode hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán dung dịch vệ sinh Eva Mode hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.